Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nông dân trồng chè huyện Mường Khương đang bước vào vụ thu hoạch chính trong năm. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị thu mua chế biến không xuất khẩu được chè, giá thu mua chè búp tươi có thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhưng bà con nông dân huyện Mường Khương vẫn xem cây chè là cây trồng cho thu nhập ổn định và bền vững. Vì vậy, tại mọi thời điểm, người trồng chè vẫn tập trung chăm sóc, thâm canh và hướng đến xây dựng toàn vùng trồng chè Mường Khương đạt tiêu chuẩn an toàn. Đây là điều kiện để chè Mường Khương thâm nhập sâu hơn vào các thị trường cao cấp quốc tế. Huyện Mường Khương là địa phương có diện tích trồng chè lớn nhất cả tỉnh, vào khoảng 3.800 ha. Từ khi tỉnh Lào Cai có nghị quyết về phát triển cây chè, người dân Mường Khương đã tích cực thực hiện mở rộng vùng trồng ra nhiều xã trong huyện. Trong đó, ưu tiên trồng mới các giống chè lai như LDP1, LDP2, chè San, Kim Tuyên, Hùng Đỉnh Bạch. Đây là những giống chè cho năng suất cao, chất lượng khá, đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu với số lượng lớn. Qua thực tế trồng chăm sóc của nông dân các xã cho thấy, cây chè được xác định là cây trồng chủ lực, được Mường Khương lựa chọn giúp người dân thoát nghèo bền vững. Từ việc canh tác của bà con cho thấy, cây trồng này phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu, không đòi hỏi kỹ thuật cao, thích hợp với trình độ canh tác của người dân và ít chịu rủi ro bởi thiên tai. Với giá chè ổn định ở mức từ 5 đến 6.000 đồng mỗi kg như hiện nay, cây chè đã mang lại nguồn thu ổn định và được người dân lựa chọn thay thế các cây trồng truyền thống như ngô, đậu tương. Đây chúng tôi là làm thứ nhất là bón phân cũng theo cái tiêu chuẩn chè Việt Gáp an toàn, mà hai nữa là cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cũng theo cái quy trình 4 đúng, và thuốc bảo vệ thực vật thì hoàn toàn là được công ty Thanh Bình công nhận là cái loại thuốc đấy cho sử dụng phun chè mà không có chất cấm. Chúng tôi ở đây thì hầu như nhà nào cũng trồng chè, thì chúng tôi đổi công nhau mà hái, có khi một nhà được 2 tấn, 1 tấn, có khi chúng tôi đấy chỉ hái khoảng độ nửa buổi hoặc là một buổi thôi là chúng tôi hết, xong đó lại chuyển về nhà khác, cứ tập trung như thế đổi công. Để phát triển vùng nguyên liệu chè ổn định bền vững đạt chất lượng cao, nhiệm kỳ 2016-2020, huyện ủy Mường Khương đã ban hành riêng một đề án về phát triển ổn định vùng nguyên liệu, đẩy mạnh thâm canh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm chè. Do nhu cầu thực tế, địa phương này quyết định bổ sung quy hoạch thêm 765 ha, trong đó diện tích lớn nhất là xã Lùng Vai với 1.018 ha, xã Bản Sen 634 ha, xã Thanh Bình 552 ha, xã Cao Sơn 311 ha và xã Lùng Khấu Nhiên 248 ha. Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, trong 4 năm từ năm 2016 đến hết năm 2019, toàn huyện đã trồng mới 945 ha chè. Riêng năm 2020, ước trồng mới 265 ha chè, đưa tổng diện tích chè tập trung của huyện đạt gần 3.800 ha. Trong đó, diện tích chè kinh doanh khoảng 2.200 ha. Không phải một lúc mà mình làm được mấy nghìn ha chè an toàn, thì sẽ làm từng bước, sau đó sẽ nhân rộng ra. Ví dụ như lựa chọn các cái địa điểm mà doanh nghiệp xác định cái vùng chè này để xuất đi Đài Loan, để xuất đi Trung Âu, đi châu Âu, thì sẽ tập trung nhân lực rồi vật lực để xây dựng cái vùng đấy, sau đó là cái mô hình điểm để nhân rộng ra trên các cái địa bàn khác. Tham mưu cho huyện ủy ban hành một cái nghị quyết riêng về sản xuất chè an toàn, thì căn cứ vào cái nghị quyết đấy thì đảng bộ các cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai, và quyết tâm là phải đưa cái nghị quyết ấy vào cuộc sống và phải triển khai bằng được. Và cái vai trò của cấp xã rất là quan trọng trong cái việc mà tuyên truyền vận động rồi theo dõi giám sát uốn nắn cho bà con. Khi thực hiện phát triển vùng chè, huyện Mường Khương đã nhận được nhiều chương trình hỗ trợ để nông dân thực hiện canh tác chè đạt các tiêu chuẩn an toàn. Dự án sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp được thực hiện đã giúp địa phương này chứng nhận được 1.000 ha chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Dự án sản xuất chè theo hướng thâm canh được thực hiện tại xã Bản Sen đã đưa năng suất chè tại điểm thực hiện dự án đạt đến 18 tấn mỗi ha, cao gấp đôi so với sản xuất chè thông thường của nông dân. Được xem là mô hình điểm để nông dân trong vùng học tập. Dự ước năng suất chè năm 2020 của Mường Khương đạt khoảng 90 tạ mỗi ha, tăng 34 tạ mỗi hecta so với năm 2016. Như vậy, trong năm nay, tổng sản lượng chè búp tươi của toàn huyện ước đạt 17.231 tấn, tăng 9.335 tấn so với năm 2016. Tổng giá trị chè búp tươi đạt 104 tỷ đồng. Nhận thức rõ về hiệu quả kinh tế lâu dài của cây chè, 16 năm trước,
gia đình bà Vương Thị Mai ở thôn Pẳng Tao, xã Bản Sen đã thay toàn bộ nương trồng ngô và sắn, hiệu quả kinh tế rất thấp, bằng việc trồng dâm hom giống chè san và chè lai nên cây chè nhanh cho thu hoạch. Trong giai đoạn chè kinh doanh như hiện nay, mỗi hecta cũng cho sản lượng búp từ 9 đến 10 tấn, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Chương trình Việt Gáp ấy là chè sạch, thì năm nay cũng chăm bón tốt hơn và chè nó thu hoạch cũng được tăng hơn. Trồng chè nó là cái cây xóa đói giảm nghèo, nó tăng thu nhập hơn so với lúa ngô. Trên địa bàn huyện Mường Khương hiện có 3 nhà máy chế biến chè được đặt tại xã Cao Sơn, La Pan Tần và Thanh Bình. Cả 3 nhà máy này đảm bảo thu mua chế biến toàn bộ nguyên liệu tại địa phương. Việc phát triển vùng nguyên liệu chè tại Mường Khương đã có sự liên kết bền chặt của 4 nhà, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thu mua sản phẩm chè búp tươi, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng thâm canh cây chè cho các hộ trong vùng quy hoạch. Theo cam kết, công ty cổ phần chè Thanh Bình có năng lực tiêu thụ đến 20.000 tấn chè búp tươi một năm. Hai doanh nghiệp khác với 2 nhà máy tại xã Cao Sơn và La Pan Tần cam kết thu mua toàn bộ sản lượng chè búp tươi trên địa bàn. Huyện Mường Khương cũng đã đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể chè Ô Long xã Cao Sơn. Công ty cổ phần chè Thanh Bình đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chè San Mường Khương. Công ty Mường Hoa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu chè Ô Long Cao Sơn. Sản phẩm chè San của công ty cổ phần chè Thanh Bình đạt chứng nhận 4 sao OCOP cấp tỉnh. Đây là điều kiện để các sản phẩm chè của Mường Khương có thị trường tiêu thụ ổn định. Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào xuất khẩu, nhưng mà ngược lại thì chúng tôi cũng xác định là cái thị trường nội tiêu là cũng thị trường rất là quan trọng. Bởi vì một là giá cả nó tốt hơn, hai nữa là cũng đẩy mạnh cái chương trình OCOP này cũng như là cái sản phẩm địa phương tiêu thụ nội địa để tăng cái giá trị hàng hóa. Khi ký hợp đồng thu mua chè búp cho nông dân, công ty cổ phần chè Thanh Bình cũng đồng thời cam kết cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chuyên dụng cho cây chè để bà con nông dân thực hiện sản xuất chè an toàn. Vào cuối mỗi năm, hợp đồng sẽ được ký lại và có cam kết giá thu mua. Cách làm này tạo sự ràng buộc trách nhiệm giữa người sản xuất và đơn vị bao tiêu sản phẩm. Anh Lý Chỉn Phà ở thôn Xín Hồ, xã Thanh Bình rất yên tâm khi hàng năm đầu tư nhiều công chăm sóc nhằm tăng năng suất sản lượng chè. Trồng cây chè này thì bà con cũng khá là yên tâm, cho đến thời điểm bây giờ là vẫn còn nhiều hộ bà con đang đầu tư để trồng mới thêm cây chè này. Mấy năm trở lại đây là không có năm nào là không ký hợp đồng với lại công ty cả, bởi vì là khi mà mình ký hợp đồng với công ty thì tất cả những cái sản phẩm mình làm ra thì công ty đều coi như là bao tiêu hết. Từ công ty lo từ phân bón đầu tư cho mình để mà đến khi mình làm ra sản phẩm rồi thì bắt đầu mới lại trả cho công ty về những cái công ty đầu tư cho. Trong chiến lược phát triển vùng chè đến năm 2030, Mường Khương dự kiến phát triển vùng nguyên liệu chè đạt 5.468 ha, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm chè. Qua tổng kết các vụ sản xuất cho thấy, cây chè tại huyện Mường Khương luôn cho năng suất cao và ổn định. Nếu đầu tư thâm canh đúng quy trình kỹ thuật, mỗi hecta chè cho thu nhập trung bình từ 60 đến 80 triệu đồng, hộ chăm sóc tốt đạt đến 100 triệu đồng. Cùng với mở rộng quy mô, huyện Mường Khương khuyến khích người dân đầu tư thâm canh cây chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và phục vụ thị trường nội địa. Liên kết với nông dân để sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nghĩa là cả người dân và doanh nghiệp phải áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ đồng ruộng cho đến việc tiêu thụ sản phẩm. Qua thực hiện sản xuất chè an toàn trong những năm qua đã giúp vùng chè Mường Khương tăng năng suất từ 10 đến 15% và quy bằng tiền ứng với tăng từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi hecta. Giá bán chè búp tươi tăng lên hàng năm, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là điều kiện giúp người dân nâng cao thu nhập. Vấn đề quan trọng nhất là ý thức của bà con và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng các cam kết sản xuất chè an toàn là yếu tố để các sản phẩm chè Mường Khương phát triển bền vững và vươn xa tới nhiều thị trường rộng lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.